Sao mắt bà cứ chảy nước mắt hoài vậy? Đừng có gãi nữa, trầy da hết bây giờ. Nhưng mà giờ tôi ngứa quá, phải làm sao bà? Còn con lại nữa, tôi gọi nó hoài mà nó mất máy. Tôi đã nhờ anh Tèo qua nhà kiếm bà rồi, bà yên tâm nha. Alo. Tôi nghe bà con trong xóm đồn, con lại nó bán mỹ phẩm dỗm, nó bị người ta rượt. Bây giờ nó trốn mất tiêu luôn rồi. Thôi rồi, em biết rồi. Sao rồi bà? Con lại á, nó trốn rồi. Mọi người nói là nó bán mỹ phẩm dở, bị công an kiện rồi. Bác sĩ. Dạ bác sĩ. Nhái sao bác sĩ? Trời ơi nhái ơi nhái. Em còn trẻ quá mà nhái, sao em chết sớm vậy hả nhái? Em còn con nhỏ nữa mà nhái, trời ơi nhái. Bình tĩnh đi, cậu làm cho bệnh nhân hoang mang biết không? Ai chết là mà chết, chẳng qua là bị dị ứng thôi. Vậy sao nãy hỏi bác sĩ lắc đầu? Tôi lắc đầu á, tại vì thấy cái nhìn mặt ghê quá, ghê hơn cậu nữa nên tôi mới lắc đầu. Có phải là cô sử dụng kem siêu kích trắng đúng không? Như vậy là đúng rồi. Chất tẩy trong kem quá mạnh, nó làm cho da cô bị dị ứng. Bây giờ cô phải nhập viện gấp để tụi tôi theo dõi. Không, tôi không đi bệnh viện đâu. Cô phải nhập viện gấp để tụi tôi theo dõi cho kỹ. Trước mắt là cô phải tháo cái hàng mi giả của cô ra kìa. Bây giờ mắt của cô đang có dấu hiệu bị sưng, do là keo dán mi đó. Cái lòng mày với môi của cô đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Cô mà không nhập viện á là sẽ bị hoại tử đó. Hoại tử? Trời, hoại tử là chết á. Trời ơi. Chết đâu mà chết, cậu chết đó. Đi bệnh viện đi nhái ơi. Không, tôi không đi bệnh viện đâu. Tôi muốn chết đâu, tôi còn con nhỏ nữa. Tôi không đi đâu. Bây giờ người nhà khuyên nhủ cô ấy đem đi bệnh viện đi. Tôi không đi đâu. Tía ơi, má ơi, con không muốn chết đâu.